Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, Công an thành phố Hạ Long đã bắt giữ Trần Văn Hùng, 37 tuổi và Trần Văn Tân, 33 tuổi, thường trú tại tổ dân phố Phúc Lộc 2, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Hùng và Tân đã giả làm nhân viên của một công ty điện máy lớn, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Suzuki màu trắng, đến tiếp thị bán đồ gia dụng, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, giá rẻ cho bà HTK, 83 tuổi, thường trú tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long. Lợi dụng bà K đang ở nhà một mình, hai người này đã cướp giật tài sản của bà K là một chiếc nhẫn vàng tròn 4 số 9. Để mở rộng điều tra, Công an thành phố Hạ Long thông báo ai là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản do Hùng và Tân thực hiện, cần khẩn trương liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, đội cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Qua vụ việc này, Công an thành phố Hạ Long cũng đưa ra cảnh báo về chiêu trò mới của những kẻ lừa đảo, đánh vào tâm lý ham đồ gia dụng giá rẻ, tuồn ra từ siêu thị, một dạng đồ trộm cắp được để dụ dỗ bị hại, tiếp cận rồi chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ cướp tiệm vàng tại Bình Dương vừa qua đang không khỏi khiến dư luận bàng hoàng xôn xao trước hành vi táo tợn liều lĩnh của băng cướp. Theo đó, hiện các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bào Bàng vẫn đang khẩn trương truy bắt nhóm 4 người dùng vật giống súng để cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên. Cụ thể, theo thông tin báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nắm được, hiện các trinh sát hình sự đang ráo riết truy tìm nhóm cướp. Các camera dọc các tuyến đường đều được trích xuất để truy tìm nhóm cướp này. Lực lượng công an cũng thông báo cho chủ các tiệm vàng chú ý. Nếu ai bán vàng của tiệm vàng bị cướp thì báo ngay cho cơ quan công an. Ngày 4 tháng 3 có mặt tại tiệm vàng Bích Quý sau vụ cướp, ghi nhận khu vực quanh tiệm vàng vào buổi trưa rất vắng người. Tiệm vàng không có bảo vệ, thời điểm bị cướp chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm vàng và một đứa con nhỏ. Sau một ngày bị cướp, chị Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chị bị cướp dí súng vào người. Chị Bích kể lại, thời điểm bị tên cướp dí súng đe dọa, chị như đứng hình. Chưa kịp định hình lại thì bọn cướp đã gom hết vàng bỏ chạy. Chị Bích bàng hoàng nhớ lại, sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và chồng lúc đó không dám la hét, chỉ lo an toàn cho đứa con gái và bế con bỏ chạy thôi. Lúc đó tôi và chồng không biết làm gì khác. Chị Bích cho biết thêm, nhìn sơ qua dáng người thì nhóm cướp có hai nam hai nữ. Khi nhóm cướp vào, cả bốn đều bịt mặt, đầu đội nón bảo hiểm nên rất khó nhận dạng. Chị Bích kể, khi nhóm cướp đi vào, tôi hỏi, mua hay bán vậy? Một người cao to nhất nhóm đi trước trả lời là bán, bán. Sau đó, người này không nói thêm bất cứ câu gì nữa và chỉ rút súng chĩa thẳng về tôi, rồi một người khác đập tủ. Sau đó cả nhóm lấy hết vàng trong tủ rồi bỏ chạy. Chị Bích cho biết thêm, lúc tên cướp chĩa súng vào người, chị sợ quá nên trốn dưới bàn. Chị nghe tiếng nổ lớn, cứ tưởng là tên cướp nổ súng. Chị Bích sợ quá kiểm tra trên người thì không bị sao. Chị Bích chia sẻ, lúc tôi nghe tiếng nổ, tôi sợ quá, chỉ sợ tên cướp bắn vào tôi hoặc bắn chồng con tôi. Sau đó mới phát hiện đó là tiếng nhóm cướp dùng búa đập bể tủ chứa vàng. Chị Bích nhận định rằng nhóm này đã tìm hiểu và quan sát tiệm vàng chị từ trước. Vì lúc vào hành động rất nhanh và chọn tủ có chứa nhiều vàng có kích thước và trọng lượng lớn để cướp. Theo chị Bích, sau khi kiểm đếm kỹ, tổng số vàng chị bị mất là khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Chị Bích cho biết thêm, hôm nay vẫn đang cho thợ sửa chữa lại tủ kính, khi nào xong sẽ mở bán trở lại. Chị cũng mong muốn lực lượng công an sớm bắt được nhóm cướp táo tợn này. Sau khi chớp nhoáng cướp vàng, nhóm cướp đi trên hai chiếc xe máy để tẩu thoát. Khi ra khỏi cổng tiệm vàng, một xe đi hướng về thị xã Bến Cát, một xe đi về huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Theo một số người dân, hai người đi hướng thị xã Chơn Thành, xe máy bị hỏng và có ghé vào tiệm sửa xe để sửa, sau đó tiếp tục tẩu thoát. Còn hai người đi hướng thị xã Bến Cát thì có ghé vào một tiệm vàng để bán một ít vàng vừa cướp được, nhưng chủ tiệm đã báo cơ quan công an. Một số người dân gần sát tiệm vàng bị cướp cho biết, thời điểm xảy ra cướp không hề nghe bất cứ tiếng động nào. Chỉ khi công an có mặt tại tiệm vàng khám nghiệm, mọi người hỏi thăm mới biết tiệm vàng vừa bị cướp. Chị Trần Thị Kim Dung, một người dân cho biết, trưa ở đây vắng lắm, nhà tôi ở đây không nghe thấy gì hết. Khi thấy công an đến rất đông ở tiệm vàng mới biết tiệm bị cướp thôi,
chứ không nghe tiếng hô hoán gì. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3, nhóm 4 người đi trên 2 chiếc xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Một người chĩa một vật giống súng đe dọa, để đồng bọn dùng búa đập kính cướp đi số lượng lớn vàng trong tủ. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bầu Bàng đang truy bắt nhóm người nghi dùng súng cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 12 giờ cùng ngày, nhóm 4 người, 2 nam 2 nữ, bất ngờ xông vào tiệm vàng BQ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, dùng một vật giống súng rulo đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng, khoảng gần 1 tỷ. Sau khi gây án, nhóm người đã lên 2 xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an truy bắt nhóm cướp này. Trước vụ việc trên, hồi đầu tháng 12 năm 2023, một vụ dùng súng cướp tiệm vàng đã xảy ra ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, bất ngờ là một sự cố đã xảy ra sau khi gây án khiến một nghi phạm tử vong. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về hành vi cướp tài sản. Bị can Việt là một trong hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh nói trên. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Lại Thế Việt quen biết với Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, qua mạng xã hội. Cả hai bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Việt đến thành phố Trà Vinh gặp Quang. Tại đây, Quang đưa cho Việt một khẩu súng, còn lại người này giữ một khẩu khác. Chiều tối cùng ngày, Việt cùng Quang mang hai khẩu súng đi xe máy đến cướp tiệm vàng Mỹ Trang thuộc thị trấn Châu Thành. Quang nổ súng vào người bà P, tên viết tắt chủ tiệm vàng, làm người này bị thương. Sau đó, Quang dùng vật cứng đập vỡ tủ kính cướp 6 lượng vàng, rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an địa phương khám nghiệm hiện trường, truy bắt nóng đối tượng gây án. Khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn tại ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, phát hiện đối tượng Việt di chuyển trên quốc lộ 1 nên tiến hành khống chế, bắt giữ, bàn giao cho Công an Trà Vinh. Riêng Quang chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Quang thấy tổ công tác của công an huyện nên nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ. Quang bỏ chạy với tốc độ cao nên tự ngã và tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe máy và nhiều đồ vật có liên quan. Công an cũng thu giữ hơn 80 chỉ vàng 18 carat là tang vật có liên quan đến vụ cướp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!